Theo báo Việt Nam Net trong cuộc khảo sát được Jogorian công bố, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ toàn quốc là 47% và 46%. Dữ liệu khảo sát được Jogorian công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump trên toàn nước Mỹ vẫn giữ nguyên từ hôm 24 tháng 10. Trong khi đó, số liệu khảo sát tại 7 bang chiến địa cho thấy cả hai ứng viên đều giành lợi thế ở 3 bang. Duy trì có Nevada là nơi tỷ lệ ủng hộ của cả ông Trump và bà Harris đều đạt khoảng 48%. Được biết, ứng viên Cộng hòa Trump, đối thủ dân chủ Harris trong ngày 1 tháng 11, đều tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee, thuộc bang Washington, nơi bà Harris đang dẫn trước ông Trump khoảng 2% sự ủng hộ từ cử tri Mỹ. Sự kiến của bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo báo Express, Video trên mạng xã hội cho thấy một cử tri Mỹ bấm chọn ông Trump nhiều lần nhưng không thành công. Cuối cùng, máy bỏ phiếu lại hiển thị chọn bà Harris. Thứ trước sau đó đã kiểm tra thiết bị. Văn phòng thư ký hạt Lauren, bang Kentucky của Mỹ thông báo cho ngừng hoạt động một máy bỏ phiếu cho ngày 31 tháng 10. Ngày bầu cử sớm đầu tiên ở bang quyết định đưa ra sau khi một người dùng TikTok đăng video cho thấy muốn bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump, sau cuối cùng máy bỏ phiếu lại hiển thị chọn phó Tổng thống Kamala Harris. Video dài 16 giây và được quay tại tòa nhà phụ của tòa án hạt Loren, nơi được trưng dụng làm điểm bỏ phiếu tạm thời. Trong video, một người liên tục ấn vào chọn ông Trump và phó tướng JD trên màn hình cảm ứng của máy bỏ phiếu, song không được ghi nhận. Đến lần thứ bảy, ô chọn bà Harris và phó tướng Tim Wack ở ngay phía dưới lại sáng lên, dù cử tri này không hề chạm vào đó. Video nhanh chóng nhận được 178.000 lượt chia sẻ và hàng chục ngàn bình luận trên TikTok. Thư ký hạt Lauren Tony Brown đảng viên cộng hòa cho biết dù nhân viên của ông không thể tái hiện lỗi đó họ đã cho máy bỏ phiếu trên ngừng hoạt động để mang đi kiểm tra ngay khi nhận được thông tin theo yêu cầu của ông pro một điều tra viên Đến từ văn phòng Tổng trưởng lý bang Kentucky tối cùng ngày đến kiểm tra máy. Sau vài phút thử, người này đã tái hiện được lỗi trên một lần, song không thể làm được lần thứ hai. Ông Brown cho biết lỗi đó xảy ra khi người dùng chạm vào khoảng trống nằm giữa hai ô chọn. Ông nói, tôi ghét thấy điều này xảy ra ở hạt Lauren. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra chính xác, an toàn và bảo mật. Cô máy bị lỗi là thiết bị đánh dấu phiếu bầu kỹ thuật số. Cử tri bỏ phiếu giấy vào rồi chọn ứng viên trên màn hình. Sau khi rút là phiếu ra, cử tri kiểm tra để đảm bảo không chọn nhầm, sau đó bỏ phiếu vào máy quét gần đó để nhập lựa chọn của mình. Ông Moro nói trước đó, chưa từng có ai phản nàn với cô máy trên, vài người đăng video cuối cùng đã có thể lựa chọn đúng như ý muốn. Thiết bị này đã đưa vào hoạt động trở lại, không phát hiện thêm vấn đề gì nữa, theo thư ký hạt Lauren. Văn phòng của Tổng thống Thư ký bang Kentucky Michelle Adams, đảng viên Cộng hòa cho biết chưa nhận được khiếu nại nào về việc chuyển đổi phiếu bầu. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Hadid chưa bình luận về thông tin. Theo báo VOV, chưa đầy một tuần trước, ngày bầu cử, ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Hadid liên tục xuất hiện cùng các ngôi sao hạng A, những nhân vật nổi tiếng trong chiến dịch vận động tại các bang chiến địa cạnh tranh không liệt như Arizona và Nevada, đêm 30 tháng 10 tại Madison. Wisconsin hơn 13.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc vận động của bà Harris, có Muford và Son, Galaxy Abrams và Nation tham gia biểu diễn trong một sự kiện tại Phoenix, Arizona ngày 31 tháng 10. Bà đã xuất hiện cùng Lodi Gess ban nhạc nổi tiếng với các bài hát mô tả hoàn cảnh khốn khổ của những người nhập cư không có giấy tờ. Theo lịch trình cuối ngày 31 tháng 10, bà Harris dừng chân tại Reno, Nevada trước khi xuất hiện tại Las Vegas cùng với ban nhạc Mexico và ngôi sao nhạc pop Jennifer Lopez. Ban chiến dịch của bà Harris đã sắp xếp lịch trình cho bà với những nhân vật nổi tiếng có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm thu thêm cử tri đi bỏ phiếu khi đợt bỏ phiếu trực tiếp sớm sẽ kết thúc ở một số tiểu bang bao gồm Nevada và Arizona trong ngày 1 tháng 11. Mặc dù chiến lược vận động cùng các ngôi sao của bà Harris thu sự chú ý trong những tháng gần đây, nhưng sự kiện của bà ngay từ đầu đã cho thấy sự khác biệt với Tổng thống Joe Biden. Các nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử, được lên kế hoạch để nhắm đến từng cụ thể như phụ nữ trẻ, nam giới lớn tuổi, cử tri da màu hay các cử tri gốc Latin. Cuộc vận động của bà Harris vào tối ngày 1 tháng 11 theo giờ Mỹ tại Milwaukee, Wisconsin, có sự góp mặt của Gorilla, Folemili, MC Litter, Sweet Lay và DJ Gemini Gilly. Ca sĩ nhạc rap kiêm nhà sĩ Caribe cũng phát biểu tại sự kiện này. Chiến dịch Hadith cho biết các hoạt động biểu diễn nổi bật trong các cuộc vận động của Phó Tổng thống được thiết kế để tạo bầu không khí lạc quan và hòa đồng. Không khí của các cuộc meeting kiểu hòa nhạc trái ngược với thông điệp đôi khi u ám của bà Hadith về mối đe dọa Donald Trump các quan chức phụ trách chiến dịch cho rằng những người nổi tiếng có phạm vi tiếp cận đáng kể trên các nền tảng truyền thông xã hội là cách hiệu quả nhất để tiếp cận các khu vực bầu cử quan trọng bao gồm cử tri nữ và giới trẻ Đặc biệt là trong những ngày cuối cùng của một chiến dịch cực kỳ căng thẳng, bà Harris cũng đưa ra thông điệp tương tự và kêu gọi mọi người hãy lật sang trong mới sau một thập kỷ ông Donald Trump cố gắng khiến chúng ta chia rẽ và sợ ai lẫn nhau. Trong những ngày gần đây, bà Harris đã tìm cách củng cố sự ủng hộ từ khối cử tri gốc Latin, chiến tỷ lệ đáng kể ở Arizona và Nevada. Bên cạnh đó, chiến dịch của bà Hadid cũng đang cố gắng tận dụng phản ứng dữ dội đối với các cuộc vận động của ông Trump ở Madison Square Garden. Tại sự kiện này, diễn viên hài Tony hinchcliffe đưa ra những câu đùa mang tính phân biệt chủng tộc, chia rẽ như mô tả Puerto Rico là hòn đảo đầy rác rưởi trôi nổi giữa đại dương, nói những lời khiếm nhã về người da màu và gốc Latin. Theo báo VOV, các ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã chuyển trọng tâm sang hai bang chiến địa quan trọng là Arizona và Nevada thuộc khu vực vành đai mặt trời ở phía tây nam nước Mỹ, khi cuộc đua giành ghế Tổng thống đang bước vào những ngày cuối cùng trong thế giảng co. Phó Tổng thống Mỹ Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại hai tiểu bang chiến địa là Arizona và Nevada, nơi có đông đảo người Mỹ gốc Latin sinh sống, có khả năng định hình kết quả của bầu cử. Tại Arizona, bà Harris đã bắt đầu chiến dịch thuyết phục số lượng lớn cử tri độc lập ở tiểu bang này. Bà đã được cựu thượng nghị sĩ là Jeff Flake và thị trưởng John Jeans của thành phố Mesa đón tại sân bay. Cả hai nhân vật đều là thành viên Đảng Cộng Hòa đang ủng hộ bà. Phát biểu tại thành phố Phoenix, bang Arizona, bà Harris chỉ trích phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc meeting vào ngày 27 tháng 10 và tuyên bố ông sẽ bảo vệ phụ nữ cho dù họ có thích hay không. Bà Harris coi bình luận này như một dự báo trước về những vấn đề mà nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump có thể gây ra cho phụ nữ. Bà Harris cũng tận dụng cuộc vận động tranh cử ở Phoenix để tạo ra sự tương phản giữa bà và ông Trump khi nói đến các vấn đề gây ảnh hưởng tới cộng đồng người Mỹ gốc Latin ở bang Arizona. Ban nhà khuyên thoại khu vực Mexico, Los Tigres del Norte đã hâm nóng đám đông trước khi bà Harris bước lên sân khấu. Trong bài phát biểu của mình, bà đã hô vang khẩu hiệu Si puede hoặc Yes you can. Arizona, nơi ông Trump thua ông Biden với số lượng tranh lệch chưa đến 11.000 phiếu bầu vào năm 2022, vẫn là một trong những bang có sự cạnh tranh gay gắt nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Đảng Cộng hòa hy vọng một cuộc bỏ phiếu của tiểu bang về việc quy kết hành động vượt biên trái phép từ Mexico sang Arizona là vi phạm pháp luật cho phép cảnh sát giam giữ người di cư, sẽ thúc đẩy sự ủng hộ dành cho Trump. Cựu Tổng thống Trump sẽ có mặt tại vùng ngoại ô Glendale của Phoenix vào cuối ngày 1 tháng 11 để phát biểu tại một sự kiện cùng với Tucker Carlson, nhà bình luận bảo thủ nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây tranh cãi với điểm dừng chân tại Nevada, nơi có đông đảo công nhân làm việc ngành dịch vụ, cả hai ứng cử viên đều quảng bá kế hoạch xóa bỏ việc đóng thuế tiền thưởng cho công nhân làm theo giờ. Cựu Tổng thống Trump đã đến thành phố Henderson ngay bên ngoài Las Vegas, còn bà Harris đã tới thành phố Reno phía tây tiểu bang Nevada. Tiếp theo, bà sẽ có chặng dừng chân tại Las Vegas, nơi bà sẽ xuất hiện cùng với một ban nhạc pop rock nổi tiếng của Mexico. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ dừng chân tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin và thành phố Warren, bang Michigan trước khi đến Bắc Carolina và Virginia vào cuối tuần này. Cuối tuần này, bà Harris dự kiến sẽ đến Wisconsin, Michigan và Pennsylvania để vận động sự ủng hộ của cử tri tại các bang chiến địa này. Giới phân tích cho rằng các điểm dừng chân của hai ứng viên tại các tiểu bang thuộc khu vực vành đai mặt trời và những cuộc vận động sắp tới tại các bang chiến địa khác cung cấp một số thông tin chi tiết về cách cuộc đua đang định hình khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra ngày bầu cử. Theo báo tuổi trẻ, nhiều người nhập cư lo ngại ông Trump nếu đắc cử sẽ siết chặt quy định biên giới, trục xuất người nhập cư lậu nên đã tranh thủ đi trước. Chính quyền khu vực biên giới phía nam của bang Texas, Mỹ đang ghi nhận làn sóng nhập cư ồ ạt trước thềm bầu cử Mỹ. Nói với báo New York Post, một nguồn tin biên phòng cho biết, những người nhập cư này vội vã như vậy vì nghĩ rằng bữa trưa miễn phí của họ rất có thể sắp kết thúc. Nguồn tin tiết lộ, mọi người đều muốn nhanh chóng tiến vào nước Mỹ, phòng trường hợp cựu tổng thống Donald Trump đắc cử. Nhiều nguồn tin khác từ lực lượng chức năng cho biết, mỗi ngày có hơn 300 người nhập cư đến trình diện với quan chức biên phòng tại quận Maverick. Texas gấp đôi so với cách đây vài tuần. Trong số các nhóm vượt biên ồ ạt và miền Nam Texas, có nhiều người đến từ những quốc gia được xem là mối quan tâm đặc biệt của Mỹ vì liên quan đến các nghi phạm khủng bố như Iran, Angola, Guinea và Pakistan. Suốt những tháng hè năm 2024, cái nắng gay gắt và sự kiểm soát gắt gao từ chính quyền đã hạn chế đáng kể số lượng người nhập cư. Thế nhưng những người nhập cư này đang dần tuyệt vọng trước thềm bầu cử Mỹ khi ông Trump cam kết thắt chặt các hạn chế biên giới và trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump đã tuyên bố nếu ông đắc cử sẽ ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức và sẽ có cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử với những người nhập cư lậu tất nhiên không phải tất cả người nhập cư đều đặt cược vào chiến thắng của ứng viên đảng cộng hòa một số người khác tin rằng nếu phó tổng thống kamala harris chiến thắng nước mỹ sẽ ghi nhận một làn sóng nhập cư khổng lồ một quan chức biên phòng giấu tên cho hay họ lo sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này họ không muốn xếp hàng sau hàng triệu người nếu bà harris giành chiến thắng Bên cạnh đó, các băng nhóm buôn lậu người cũng đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận từ việc đưa những nhóm người vượt biên trái phép vào nước Mỹ trong giai đoạn bầu cử tổng thống. Theo một báo cáo mà New York Post thu thập được, số lượng người nước ngoài có mục tiêu tiến vào biên giới phía nam của Mỹ đã tăng vọt dưới thời chính quyền Biden-Harris với khoảng 1,7 triệu người. Theo báo Dân Việt, 5 ngày trước cuộc đua giành chức Tổng thống vô cùng căng thẳng, bà Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang vận động sự ủng hộ và phút chót để xoay chuyển cuộc bầu cử, vốn vẫn còn chưa chắc chắn. Nhà phân tích Enten đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử Tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại rằng nếu Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Trên CNN vào sáng ngày 31 tháng 10, ông Enten cho biết, bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Enten lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ dòng của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Ông trích dẫn tỷ lệ ủng hộ dòng của bà là trừ 2 điểm so với trừ 7 điểm của ông Trump. Trang tin FiveThirtyEight báo cáo rằng số phiếu bầu cho bà Harris đã tăng lên, đưa mức độ ủng hộ dòng của bà lên mức trừ 1,5 điểm vào ngày 31 tháng 10, trong khi ông Trump là trừ 8,4 điểm. Trong khi Rin Clear Pauling đưa mức độ ủng hộ dòng của bà Harris là trừ 3,2 điểm và ông Trump là trừ 6 điểm. Nhà phân tích Anton đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp, ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được chức tổng thống. Ông Enten nói, đó là ông Donald Trump vào năm 2016. Năm 2016, ông Trump đã thua phiếu phổ thông trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhưng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, vì kết quả được xác định bằng cách giành được 270 phiếu đại cử tri đoàn, không phải bằng phiếu phổ thông. Ông Enten cho biết, thông thường ứng cử viên được nhiều người ủng hộ hơn sẽ giành chiến thắng vào ngày bầu cử. Ông Enten cũng đã xem xét các cuộc bầu cử đặc biệt vào năm 2023 và 2024 và nhận thấy rằng trung bình những đảng viên dân chủ này đã vượt qua biên độ của Tổng thống Joe Biden năm 2020 là hai điểm và hãy nhớ rằng ông Joe Biden đã thắng. Vì vậy thực tế là những đảng viên dân chủ này đang làm tốt hơn những gì ông Joe Biden đã làm là một dấu hiệu tốt. Hãy nhớ rằng, mặc dù các số liệu thống kê hàng đầu không mấy khả quan, Đối với Đảng dân chủ, vào năm 2022, nhưng Đảng dân chủ vẫn đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, các cuộc thăm dò đã dự đoán và kỳ vọng vào một làn sóng đỏ, nhưng mức độ đó đã không xảy ra. Giới chuyên gia nhận định, Đảng dân chủ gần như chắc chắn sẽ sử dụng vấn đề nạo phá thai để thu hút cử tri. Điểm mấu chốt là nhiều đảng viên dân chủ tin rằng khi cử tri bỏ phiếu Họ sẽ thắng khi đưa vấn đề nạo phá thai ra, làm trọng tâm của chiến dịch tranh cử và họ, có lẽ Đảng dân chủ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên vào thứ ba tuần tới. Ông đã chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội X với dòng chữ: "Nếu bà Harris thắng, các dấu hiệu đã rõ ràng như ban ngày". Theo báo Tuổi Trẻ, tại một cuộc vận động tranh cử hôm 30 tháng 10 ở Wisconsin, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông sẽ bảo vệ phụ nữ Mỹ bất kể họ có thích hay không nếu ông đắc cử Tổng thống. Phát biểu tại thành phố Green Bay của bang Wisconsin, ông Trump đã tìm cách chỉ trích chính quyền Biden, Harris, về vấn đề nhập cư, nói rằng họ đã nhập khẩu những người di cư phạm tội vào nước Mỹ, những người tấn công, cưỡng hiếp và sát hại phụ nữ cũng như trẻ em gái của chúng ta cựu tổng thống mỹ nói bất kỳ ai để bọn quái vật bắt cóc và sát hại con cái chúng ta đều không xứng đáng ở gần phòng bầu dục ông trump sau đó mô tả cách mình sẽ bảo vệ phụ nữ ứng viên đảng cộng hòa tiết lộ các cố vấn đã thúc giục ông ngừng sử dụng câu khẩu hiệu quen thuộc trong các cuộc vận động về mong muốn bảo vệ phụ nữ vì cho rằng nói như vậy rất không phù hợp ông trump phát biểu tôi đã nói rằng được thôi tôi sẽ làm điều đó bất kể phụ nữ có thích hay không tôi sẽ bảo vệ họ theo Đài CBS, ứng viên Đảng Cộng hòa tiếp tục hỏi đám đông và nhận được tràng pháo tay. Có người phụ nữ nào trong sân vận động khổng lồ này không muốn được bảo vệ không? Có người phụ nữ nào trong sân vận động này muốn được tổng thống bảo vệ không? Trong những tháng gần đây, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội và trong các bài phát biểu của mình rằng ông sẽ bảo vệ phụ nữ ở Mỹ bằng cách làm cho cộng đồng của họ an toàn hơn và bằng cách đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ đến việc phá thai. Theo báo New York Times, đối với những người chỉ trích ông Trump, bình luận mới nhất về việc ông sẽ bảo vệ phụ nữ, bất kể họ có thích hay không, chỉ càng làm gợi lại chuyện ông từng có các phát ngôn mang tính kỳ thị phụ nữ và việc ông từng bị kết tội lạm dụng tình dục. Ngày 31 tháng 10, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã chỉ trích phát biểu của ông Trump về việc bảo vệ phụ nữ. Bà Harris viết trên X. Donald Trump cho rằng ông ta được quyền quyết định những gì các bạn sẽ làm với cơ thể mình, dù bạn có thích hay không. Bà Harris nói những bình luận của ông Trump rất xúc phạm đến phụ nữ, cho thấy ông không hiểu được quyền của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về cuộc sống của họ, gồm cả cơ thể của chính họ. Theo báo người lao động, bà Harris được sinh ra trong gia đình một đôi vợ chồng nhập cư, với mẹ là người Ấn Độ, cha là người Jamaica. Đôi vợ chồng này đã ly hôn khi con gái họ vừa mới 5 tuổi. Sống cùng mẹ, bà Harris và em gái đã lớn lên giữa sự hòa trộn văn hóa Ấn Độ với văn hóa của người da màu tại thành phố Oakland, bang California. Theo đài BBC, nguồn gốc và quá trình được nuôi dạy giữa văn hóa của hai chủng tộc có thể giúp bà Harris dễ dàng tiếp cận và thu hút nhiều người Mỹ hơn. Những vùng đất có sự thay đổi nhân khẩu học nhanh chóng sẽ coi bà là biểu tượng của khát vọng. Bà Harris cũng mô tả thời gian học tập tại đại học Howard, một trong những viện đại học dành cho người da màu nổi tiếng nhất cả nước, là một trong những trải nghiệm hình thành nên cuộc đời bà. Theo BBC, bà Harris đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là công tố viên quận hoặc công tố viên cấp cao cho hạt Alameda và sau đó là thành phố San Francisco giai đoạn 2004-2011. Sau đó bà làm nên lịch sử khi trở thành tổng trưởng lý bang California, trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người da màu đầu tiên trở thành công tố viên hàng đầu tại bang đông dân nhất nước Mỹ. Bà Harris đã tận dụng đa phát triển đó để thúc đẩy chiến dịch tranh cử thành công năm 2016 với tư cách là thượng nghị sĩ tiếp theo của bang California, một vị trí mà bà đã gây tiếng vang với phong cách công tố viên của mình tại các phiên điều trần. Tuy vậy, bà không thành công trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 vì những khoảnh khắc tranh luận thất bại. Bà dường như gặp khó khăn trong việc nêu rõ hệ tư tưởng và cương lĩnh chính sách của mình khi đó. Chiến dịch tranh cử của bà đã thất bại chỉ sau chưa đầy một năm và chính ứng viên đảng Dân Chủ năm đó, nay là Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đưa người phụ nữ 59 tuổi này trở lại sự chú ý khi chọn bà làm liên danh phó Tổng thống. Ông Gin Duran, cựu giám đốc truyền thông của bà Harris, gọi đây là một sự đảo ngược vận mệnh lớn. Ông Duran nói, nhiều người không nghĩ bà ấy có đủ kỷ luật và sự tập trung để thăng tiến lên vị trí trong Nhà Trắng nhanh như vậy, mặc dù mọi người đều biết bà ấy có tham vọng và tiềm năng trở thành ngôi sao. Rõ ràng là bà ấy ấy có tài năng bẩm sinh. Trong thời gian làm phó tổng thống Mỹ, bà Harris tập trung vào một số sáng kiến quan trọng và đóng vai trò hàng đầu trong nhiều thành tựu được ca ngợi nhất của chính quyền ông Biden. Bà cũng lập kỷ lục mới về số phiếu bầu phá vỡ thế bế tắc cao nhất của một phó tổng thống trong lịch sử Thượng viện Mỹ, giúp thông qua đạo luật, giảm lạm phát và kế hoạch cứu trợ nước Mỹ. Cuộc chiến về quyền sinh sản đã trở thành tâm điểm trong suốt Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8, phù hợp với thông điệp truyền cảm hứng rộng lớn hơn của bà Harris, tự do bà harris cũng đang tìm cách giới thiệu lại mình với các cử tri khi một số cuộc thăm dò cho thấy nhiều người coi đối thủ của bà cựu tổng thống mỹ donald trump gần với trung tâm của quang phổ chính trị hơn trong chiến dịch tranh cử năm 2020, bà đã ca ngợi các khuynh hướng tiến bộ về nhập cư và các vấn đề khác nhưng liên tục phải đối mặt những chỉ trích về quá khứ làm công tố viên của mình. Bà cũng nêu bật việc ông Trump bị kết án trong khi bà là đại diện của lực lượng thực thi pháp luật. Nữ ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ cũng hứa sẽ thực hiện chương trình nghị sự tiến bộ nhằm nâng cao đời sống của những gia đình trung lưu như gia đình bà. Bà Harris nói, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chỉ có một khách hàng duy nhất, người dân.